bạn, đó là cái bài học ngày hôm nay. Hôm nay Thịnh muốn hướng dẫn với các bạn một cái điệu gọi là chị em song sinh với bolero. Thật ra tất cả những cái bài habanera mình vẫn có thể chơi điệu bolero vẫn được nha. Nhưng mà tại sao nó có cái điệu habanera này? Tại vì một số cái tác phẩm chơi cái habanera nó nhấn nhá hơn. Tại vì bolero nó có cái độ bồng bềnh, nó có cái độ bay lượn. Còn cái habanera nó rất là thông điệp, nó rất là rõ, rất là mạnh, rất là nhấn và rất là chắc. Thì tuy nhiên có những cái bài habanera thì có những đoạn người ta chuyển qua bolero, sau đó người ta đánh lại cũng vẫn được ha. Rồi, habanera các bạn đã nghe, Thịnh nghĩ cũng đã biết nhiều rồi. Cái này thì cái điệu nó không hề khó chút nào hết. Các bạn nhìn trên bảng, các bạn thấy là nó gọi là cái dấu hiệu nhận biết của habanera nó nằm ở phát thứ hai. Các bạn nhìn lên nha. Bùm, chát 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 chát, bùm chát, bùm chát, bùm ha. Thật ra là bùm là chủ âm, còn cái bùm là bậc năm ha. Bậc chủ âm là một ha. Một, chát 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 chát, năm chát, năm chát, một ha. Nó là như vậy thôi. Nhưng mà thật sự là mình dùng cái bùm cho nó dễ ha. Bùm, chát 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 chát, bùm chát, bùm chát, bùm. Cái phát thứ hai là móc đôi nha. Một, bùm, chát 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 chát, bùm chát, bùm chát, bùm. Chát 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 chát, bùm chát, bùm chát. Bây giờ trước khi Thịnh nói qua cái đề tài khác á, thì các bạn nào mới tập á, thì tập luôn với Thịnh luôn. Mình sẽ đi một lần một ha, rồi mình qua một cái thông điệp mới. Các bạn nhìn lên bảng, chúng ta sẽ có một cái chuỗi hợp âm. Mỗi một âm chúng ta đàn hai khuôn. Nhưng các bạn lưu ý giùm Thịnh nha. Nếu các bạn đánh cái hợp âm la, đánh đây cũng được ha. Nếu các bạn bấm mà giữ chặt như vậy luôn nè, thần của habanera, mà các bạn phải đánh như vậy nè, nó ngắt luôn. Thì cái ngón này của mình á, mình nhấp nhả cùng với cái tiếng này, thành ra các bạn phải tập. Nói chung cái tiếng nó rất là ngắn nha, nó là như vậy nè. Khi các bạn đánh thì bạn nhấn, thì có thể mình đổi cái câu thần chú là như vậy, bùm, nhấn 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 nhấn, thì nó kêu mình nhấn thôi. Còn nếu mà các bạn không nhấn, các bạn giữ luôn như vậy nè, được, nhưng mà nó không có ấn tượng của cái điệu ha. Các bạn phải nhấn nè, nó ngắt luôn. Ok, mình làm lại nha. Chúng ta có là hợp âm la thứ re son do fa mi la như đó thôi ha. Nhưng mà khi Thịnh đệm, Thịnh thay đổi, các bạn phải theo dõi kịp nha. La đây cũng được, la đây cũng được, nhưng khi Thịnh dùng như buông thì Thịnh bấm ba dưới thôi. Hoặc là la thứ đây, re, chúng ta có re đây, re thứ đây, đề thứ đây, mi trưởng đây, mi bảy đây, mi trưởng đây cũng được, mi trưởng đây cũng được. Rồi như vậy nha. Son thì đây cũng được, đây cũng được ha. Đô, 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 phà, phà trưởng ở đây, mi trưởng, phà trưởng kế bên. Rồi vậy thôi. Bây giờ mình sẽ làm chủ cái đàn ha. Mình sẽ đệm cùng với Thịnh một cái mẫu hợp âm. Các bạn nhìn lên tập này Thịnh nha. Tempo cờ 68. 1, 2, 3, 4. Bolero nè, hoặc là cái mẫu đệm thứ hai như cái bài vừa rồi là các bạn thấy cái câu bass nó bắt đầu nó đi khác rồi. Thì với cái mẫu đệm vừa rồi
có thể chúng ta không nhất thiết là cứ bùm 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 hoài nó chán, chúng ta có thể biến cái câu bass nó đi một chút xíu. Thì nói ví dụ nè, lúc đầu là bùm cha 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 bùm cha bùm cha bùm, bây giờ cũng vậy, giống bài học vừa rồi ha. Hoặc là cũng được nha, trên đây thì cũng vậy. Nó có thể đi khác cũng được. Thì đó là một cái gọi là tạm gọi là cái improvise của cái phần bass. Rồi bây giờ các bạn thấy là để cho nó đỡ chán thì thay vì cái nốt các bạn nhấp như vậy nè, đúng không? Thì các bạn có thể là dùng cái tiết tấu đó mà các bạn rải nốt ra, thay vì là các bạn để nguyên hợp âm. Ví dụ như nè, boom thì là đó, thay vì là chát 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 thì các bạn cái thông điệp mà Thịnh muốn chia sẻ. Cái này nó cũng không gọi là mẫu đệm 2, nó là một cái mẫu đệm 1 thôi, tại vì habanera nó không có nhiều kiểu đệm. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái bài tập 2, mình trộn giữa cái mẫu thứ nhất và cái mẫu thứ hai. Rồi, chúng ta làm lại nha. Bùm, chát 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 bùm, chát bùm, chát bùm, chát 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 bùm, chát bùm, chát. Nếu như các bạn mà chưa quen thì có thể dừng cái video mình tua lại để mình tập cùng với Thịnh cái đó ha. Bây giờ tụi mình đi qua cái phần tiếp theo. Đến cái phần bài tập ngày hôm nay thì Thịnh xin đề nghị với các bạn là đến cái phần điệp khúc á, các bạn chuyển qua điệu silo sọt luôn. Trên thực tế thì cái điều này nó không có sai, có trật gì hết. Các bạn để ý những cái chương trình bài phối của Thúy Nga cũng vậy ha. Đến cái đoạn điệp khúc mình chuyển qua 16 bit. Rồi sau đó nó rất là nồng nàn, sau đó chúng ta chuyển về bolero hoặc là habanera vẫn được ha. Bây giờ Thịnh sẽ đánh mẫu một cái bài gọi là Nhớ Người Yêu trên cái điệu habanera, điệp khúc mình chuyển qua silo sharp. Nhưng mà cái bài này thì Thịnh sẽ chơi một mình trước, nó hơi gọi là fingerstyle chút xíu ha. Thì các bạn cố gắng theo, ai theo kịp thì theo, còn không thì mình sẽ tập từng phần rồi mình ráp nối. Tại vì hiện nay trên kênh của mình chưa có đề cập gì đến cái vấn đề kỹ thuật chơi fingerstyle ha. Nhưng mà tụi mình sẽ nhiễm, tụi mình bắt chước từ từ những cái kỹ năng, rồi từ từ sau này đến những cái chương trình cao hơn thì anh em chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về fingerstyle. Rồi bây giờ mình sẽ tập thử nha.
thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu. Giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từng mộng thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ. Trọn đời yêu anh, chớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã thương nhau, chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Vật im lìm, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng các bạn. Hôm nay chương trình của mình có hai khách mời rất là đặc biệt và rất là ngọt ngào, đó là ca sĩ Như Ý và Huỳnh Gia Đạt. Như Ý thì chắc các bạn cũng theo dõi những cái chương trình Bolero tại Việt Nam thì chắc cũng quen thuộc. Như Ý là quán quân của chương trình Solo cùng Bolero năm 2018, và Huỳnh Gia Đạt cũng trong cái chương trình đó mà Đạt đã lọt vào top 6, còn Như Ý là quán quân. Thì đây là một trong những cái mà Thịnh cũng rất là vui, bởi vì
cái dòng nhạc bolero nó là một cái dòng chảy, nó từ thế hệ này qua thế hệ khác, và sau đó thì các bạn trẻ cũng yêu mến cái dòng nhạc này và cũng nối tiếp. Và không biết Như Ý có vài lời với khán giả. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên Như Ý xin gửi lời chào đến với tất cả các khán giả của chương trình mình. Và Như Ý là thật sự rất là mới mẻ khi mà lần đầu tiên được có cơ hội được cộng tác với lại anh nhạc sĩ Đức Thịnh. Mặc dù là mình nghe tên anh đã từ rất lâu rồi, nhưng mà đây có vẻ là mình được rất là may mắn khi mà em có được một cái cơ hội ngàn năm có một để mình bước tới chương trình ngày hôm nay. Và em rất là thích cái suy nghĩ của anh Đức Thịnh về cái dòng nhạc bolero này, và em rất là muốn là anh em mình phải có thêm nhiều sản phẩm hơn để mình có thể duy trì được dòng bolero này, càng về sau nó càng có một cái sáng tạo và cái mới mẻ, không chỉ là dành cho những người lớn tuổi, và sau này một cái lứa sau này các bạn trẻ cũng sẽ tiếp cận với bolero một cách mới mẻ hơn. Không, cái này nó quan trọng lắm nha. Như Ý nói vậy là giống như hứa đó, mình mà không làm là khán giả sẽ kiện. Nói chung là Ý cũng gài lắm mọi người ạ. Gia Đạt, Huỳnh Gia Đạt có tại sao em lại là một ca sĩ trẻ? Anh biết em hát nhiều cái dòng nhạc trẻ lắm, nhưng mà tại sao lại là có tham gia cái cuộc thi đó? Em có một cái tình cảm đặc biệt riêng gì với cái dòng nhạc bolero này không? Dạ, thật sự là trước tiên Huỳnh Gia Đạt xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt đã xem chương trình của nhạc sĩ Đức Thịnh. Tức là em là người miền Trung, thì hồi nhỏ thì ba mẹ hay mở những cái dòng nhạc về của anh Quang Lê á, đó, về nhạc dân ca quê hương, thì em cũng đi học sân khấu ra, thì cái dòng sân khấu của em cũng là dân ca luôn. Cho nên là khi hồi nhỏ thì em nghe mấy dòng nhạc này thì em nghe là ồ nó hơi lớn với mình, nó kiểu là nó già quá. Nên kiểu mình như vậy lúc mình còn nhỏ, thì sau khi bắt đầu mình càng học thì bắt đầu mình thấy cái lời nhạc rồi các giai điệu nó làm cho mình cái tim mình nó cứ thổn thức vào những cái giai điệu này, nó hay, nó nhẹ mộc mạc, hơn nữa được chơi với acoustic nữa thì khỏi chê. Thật ra lúc đầu mấy anh em tôi có cũng gọi là âm mưu làm gọi là thổi những cái hồn, cái luồng gió mới vào cái dòng nhạc bolero. Nó không chỉ là bolero nó dành cho một cái sân khấu hoành tráng điệu đà, mà đôi khi nó là mộc mạc hơn, nó vừa là nhiều lứa tuổi, thậm chí cả đường phố, rồi cả phòng trà, rồi những cái sân khấu ca nhạc. Thì anh em chúng tôi muốn vẽ thêm một cái bức tranh nữa về cái dòng nhạc bolero. Thì riêng về Như Ý thì em đến với bolero này là ngay từ lúc đầu là em thích bolero luôn, hay là em đã từng hát qua những cái dòng nhạc khác trước đây? Dạ, thì giống như là em là đặt để ra là dành riêng cho bolero, bởi vì khi mà còn nhỏ tuổi, chỉ còn từ 10 tuổi, 11 tuổi là em đã nghe dòng nhạc này và em cảm được cái giai điệu của bài hát. Lúc đầu thì mình còn quá nhỏ để mình tiếp cận được với cái lời lẽ sâu sắc trong cái nội dung bài hát, nhưng mà mình nghe cái melody thì mình rất là ưng ý, và mình nghĩ cái đây là chắc là đây là định mệnh của mình, và mình phải theo đuổi cái dòng nhạc này. Chứ em không có hề mà hát thử những cái dòng nhạc khác. Thì thật sự ra là có một số bạn yêu cầu trên chương trình của Thịnh á, có nghĩa là Thịnh có viết một cái cuốn 101 bài bolero, nhưng mà thật sự ra là có một cái yêu cầu, đó là thỉnh thoảng mình review một số bài ở trong đó. Thì theo em á, là cái cách hát bolero á, nó có rất nhiều cái nhận diện, mà theo em cái nhận diện của bolero đó là nó như thế nào trong cái lối hát so với cái nốt nhạc người ta ghi? Đúng rồi, thì cái lối nhận diện của bolero thì đa phần mọi người hay thấy là đó là dòng nhạc, mỗi dòng nhạc nó sẽ có một cái cách phát âm khác nhau. Đó, thì bolero của mình á, là em rất là cố gắng khi mà mình là người miền Trung, và cho nên là những cái phát âm, cái từng từ của mình nó chưa được rõ và chưa được đúng lắm. Thì khi mà bolero mình muốn hát thật là hay, đến chạm cảm xúc của người khác, mình phải cho người ta nghe từng rõ, từng từ một, để người ta có thể hiểu rõ được nội dung, thì bắt buộc mình phải hát được giọng Bắc. Và còn cái điều thứ hai đó là khi mà các bạn muốn hát bolero thật là tốt, thì ngoài cái việc hát chuẩn những cái phát âm, thì các bạn phải có những cái độ luyến láy rất là mềm, rất là êm và nhẹ nhàng, và chạm đến cảm giác của người khác, là mình đang tưởng tượng là mình thả hồn vào bài hát, mình không còn lắng nghe những cái âm thanh tạp âm ở bên ngoài nữa, mà mình trực tiếp vào đi vào cái cảm xúc của bài hát luôn. Đó là cái lời gọi là chia sẻ đứng góc độ của một người ca sĩ trình diễn bài hát này. Còn đối với Thịnh là một nhạc sĩ á, thì các bạn có cái cuốn nhạc trên tay á, thực tế ra đó, nếu có điều kiện Thịnh sẽ review chi tiết hơn, nhưng mà nhìn chung nó là như vậy. Nốt nhạc á, thì người ta ghi rất là chính xác,
Nhưng mà thường là khi ca sĩ hát mà các bạn sướng âm, các bạn dò mà đếm nhịp theo là chắc chắn không bao giờ vào. Bởi vì sao? Nó có những cái sự lơi, có những cái thả, nhưng mà thực sự ra nó chỉ thả một vài khuôn thôi, sau đó nó trở lại là nó rất là đúng nhịp. Cho nên khi các bạn nhìn cái nốt nhạc, các bạn đừng quá lo lắng khi mình dò cái nốt mà mình nghe ca sĩ hát. Thật ra có nhiều ca sĩ hát còn lơi tới mấy khuôn thì mới vào được, chứ không phải là ca sĩ chật nhịp đâu. Và đó là một trong những cái lối hát của bolero. Thì Thịnh chia sẻ với các bạn là nếu các bạn chơi cái dòng nhạc tình này thì các bạn cũng lưu ý một vài điểm như vậy ha. À, và thôi chắc kết thúc chương trình thì Thịnh cảm ơn Huỳnh Gia Đạt, cảm ơn Như Ý. Và hồi nãy Như Ý nói là cũng giống như một lời hứa rồi đó. Thì thôi cảm ơn các bạn và mong các bạn cũng tiếp tục yêu cái dòng nhạc này. Và có thể inbox về chương trình của Thịnh những câu hỏi về hỏi về Như Ý hoặc là Huỳnh Gia Đạt, thì Thịnh sẽ liên lạc để chia sẻ với các bạn thêm, để cho hy vọng rằng qua cái dòng nhạc bolero này chúng ta yêu thương cuộc sống này hơn, nó giản dị hơn, nó bình dị hơn, và yêu những cái gì nó rất là gần gũi xung quanh mình với cái đàn guitar. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng.